nước cá bắt đầu vào thủy cung. Wow, bên đây. Wow, wow, cướp này. Wow, cướp. Cá chép khủng. Bên đây. Tiếp. Mình đang làm gì em? Rồi cá em này. Ô đi. Tiếp này. Wow. Khi con cá kia dài như con lươn. Đâu? Con này béo phì kìa. Sờ vào đây xem là mình nào. Béo phì quá. Nên mà nó to đùng. Cứ cơ. Mà béo phì. Cái này giống cá chim ấy nhỉ? Con này giống cá chim nhỉ? Cá rồng kim long. Nói vậy thôi nhưng mà nó kiểu thế. Cá rồng là con đây này. Con này này. Cái cá con đỏ đỏ như thế này. À đó, đây này. Trắng đỏ đây. Có con cá, cá ó kìa. Ừ. Đây, con cá này. Con cái cá này sắp trượt này. Im. Nó nuôi cùng cá con này ăn hết rồi. Wow, cá sấu. Cá sấu đấy, cô mạnh đấy. Cá sấu. Đấy.
con cá sấu gì gì. Ờ, chắc thức ăn. Nó có con mẹ. Mình này. Con cá sấu à? Nó có sao không? Nó nhìn xuống dưới ấy. Cái tí tự tiêu. Sao lại chạy sao không ăn nó nhỏ. Con này. Toàn như kiểu mắc bầu ấy. Con này lúc ở ngoài kia có đầu chán kiểu đầu to. Cá mút long rong vàng. Wow. Cá này nhiều màu lắm mình ạ nè. Cá hồng mai quế với tầm thái nhỏ thôi. Con này quá to luôn. Tức cá gì đây Minh? Con kia bay cái gì? Thank you.
quần rắn là mấy này? Rắn màu đỏ. Rắn gì đấy? Ủa, này, mấy này rắn ở dưới này. Nè. Ta kia nhiều thủ quá lắm. Ở bên này thôi. Đây là con nhện à. Ủa cách chứ? Là... Ui, chuột à? Thức ăn cho chuột à? Thức ăn cho rắn à? Thử ra nào? Là một con chuột trong. Cho là con gì đấy? Có trong này rắn. Cái này con gì không? Cái con ếch đi. Cái này ở dưới này. Đâu? Đây. Nằm trong. Là con mà con không thấy. Rùa đất xê côn. Đây đây. Đây đầy rùa đó thầy Mỹ này. Sờ được mà. Đâu? Đây cá nhỏ chứ. Đây là rùa đây. Sang đây xem rùa này Mỹ này. Đây. Sao bên này? Ừ.